Phong Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dòng Denro. Nó có tên là Den Liberty White. Mình sẽ để cái tên này ở trên phần phụ đề và phía bên ngoài tiêu đề để cho các bạn dễ xem. Dòng Denro này nó mới nở ngày hôm nay các bạn, cho nên là nó chưa có thực sự lên màu. Khi nào mà nó đã lên màu thật sự rồi, mình sẽ quay lại để chia sẻ cùng các bạn một lần nữa. Bông hoa này nó có một điểm đặc biệt, đó là các bạn thấy cái lưỡi của nó nè, nó có một màu xanh lá cây. Và ít bữa nữa cái màu xanh lá cây này nó sẽ đậm hơn nữa, và chúng ta sẽ thấy rõ ràng là một màu xanh lá cây chứ không phải lật lật như thế này. Trong cái phần lưỡi của nó, cái màu xanh lá cây các bạn thấy hai bên má nè, ở đây và ở đây, và vài bữa nữa nó sẽ đậm lên nữa. Và đặc biệt là trên cái cánh, bây giờ nó mới nở, nó chưa lên màu nên các bạn thấy chưa được rõ. Đây, nó có một cái đường viền bên đây và một đường viền bên đây. Không biết mình quay như thế này các bạn có thấy được không? Mình sợ là nó bị mờ. Đây, cái phần giữa này, cái phần chính giữa này vài bữa nữa nó sẽ trắng tinh lên. Còn hai cái đường viền hai bên này đây, vài bữa nữa nó sẽ lên một màu đúng là màu xanh lá cây. Và mặt hoa của nó rất là đẹp. Bẻ cái cánh nó cong ra để cho các bạn dễ thấy. Các bạn có thấy hai bên rìa của nó có hai cái đường hơi khác màu. Vài bữa nữa cái chỗ nào là màu trắng thì nó sẽ thật là trắng, và chỗ nào là màu xanh lá cây thì nó sẽ thật là màu xanh lá cây. Và nếu như các bạn muốn xem rõ mặt hoa này hơn nữa thì các bạn sẽ nhìn cái tên của nó ở phần phụ đề mình sẽ làm. Các bạn lên Google gõ cái tên Den Liberty ra, Den Liberty White ra, thì các bạn sẽ quan sát được những cái mặt hoa chuẩn đã lên màu mà người ta đã chụp lại. Vài bữa nữa mình sẽ quay lại mặt hoa này để cùng với các bạn thưởng thức. Lần đầu tiên mà mình thấy mặt hoa Den Liberty White này là mình thật sự là mình ngơ ngẩn luôn, và mình rất là thích, và mình đã cố sưu tầm cho được.